ngồi trên xe cho mát, để con xuống mua cho. Thôi, để bà đi mua cho, mới đúng cái loại mà nó thích. Dạ. Vậy? Trời ơi, ba đi đường không? Đi đường bự chảng về không đi. Ban cho tôi. Đi mù hả? Nè, cái anh kia, anh đi ẩu mà anh còn dám lớn tiếng với người lớn nữa hả? Ê, cô kia, cô la vậy? Cô không thấy bà ban cho tôi hả? Cô á, cô coi bà lại bà đi. Bà không có thấy đường, bà đâm vô tôi nè. Tôi báo công an bây giờ. À, muốn báo công an hả? Được rồi, anh báo đi. Người ta đang đi ngay cái vạch người đi bộ đàng hoàng. Anh phóng nhanh vượt ẩu anh chạy qua còn nói nữa hả? Ủa sai còn nói hả? Có tin tôi báo công an không? Báo công an đúng không? Ừ. Tôi báo công an, cho công an gần đây để tôi gọi điện thoại kêu công an nè. Anh sai á, không phải là bà sai đâu. Bực cái mình. Đi. Bà có sao không? À, không sao. Bà chỉ té nhẹ thôi à. Dạ, con đỡ bà lên nha. Thôi bà có người nhà rồi, con đi làm nha, con chào bà. Nè, con. Bà ơi, bà có sao không bà? Không sao. Con bé cá tính ghê á. Thôi, mình đi vô tiệm bánh bao nha bà. Hôm nay Lan với Ngọc y như cũ, chịu trách nhiệm pha chế. Còn em, lau dọn bàn ghế. Chi? Em chịu trách nhiệm order. Dạ. Cậu Quân, cậu chịu trách nhiệm đón khách nha. Mà không cần đứng ngoài cửa đâu, ngồi ở đây cũng được. Miễn sao là nở nụ cười thân thiện là được rồi. Đi cửa sau có khác. Đúng là con ông cháu cha. Chi? Nói gì đó? Thì tôi chỉ nói COCC thôi mà. Hồi nãy dám nói, bây giờ hết dám rồi hả? Anh cứ chia công việc cho đồng đều. Cổ làm bao nhiêu, tôi làm bấy nhiêu. Tôi sẽ khiến cho cô tâm phục, khẩu phục. Ở đây mình có là trà đào cam xả, trà vải hạt sen, trà tắc mật ong, khúc thi đá xay, mũ trôm hạt é. Ôi, nhiều món quá, em không biết chọn món nào hết à. Em cứ từ từ chọn đi, chị đứng đây chờ cũng được mà không sao. Hay là em uống trà sữa đậu đỏ, trà sữa matcha đá xay, tắc xí mùi quýt tươi coconut cacao. Cái nào cũng được hết á. Em gái nè, ở quán anh á, có sinh tố bơ. Uống để giảm cholesterol, ngăn ngừa lão hóa. Còn có sinh tố soi, uống thì làm cho em đẹp da. Mà anh thấy da của em đẹp sẵn rồi, cho nên hay là uống nước ép thơm đi, uống cho cả người tỏa hương thơm luôn. Dạ, anh đây đẹp trai tư vấn dễ hiểu nè. Thôi lấy em 2 ly nước ép thơm nha. Ok. Nghe chưa? Ghi vô 2 nước ép thơm. Chị ơi, lấy 2 ly nước thơm nha. Có liền. Gì nữa đây? Tôi đi tìm cô để dạy cô tư vấn đồ uống cho khách nè. Tư vấn cái kiểu như cô vậy á, khách người ta biết đường đâu mà người ta uống cái gì. Tính đứng ở đó tới chiều hả, không phục vụ cho bàn khác nữa hả. Làm cái kiểu như cô vậy là quán bị thất thu đó, biết chưa. Làm như hay lắm vậy, đứng đó vậy đời người ta. Vậy đời cô hả, thấy tôi không. Ra tư vấn một cái là khách người ta đồng ý liền. Như cô lúc đó đáng lẽ phải tư vấn em trai kia là được rồi. Ủa, anh nghĩ sao vậy? Tất nhiên là tôi có tư vấn em trai đó rồi. Tôi còn khen á hả, là em đẹp
trai cao ráo da dẻ hồng hào nữa kìa. Cô khen người ta hay cô mỉa người ta vậy? Người ta lùng súng có một khúc à, cô kêu người ta cao ráo đẹp trai. Tôi với người ta là tôi đi về rồi đó. Ăn may thôi chứ bộ, làm gì hay lắm vậy. Ăn may cái gì? Tôi nè, vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, ai cũng nhìn ra hết á, chỉ có một mình cô là không biết thôi đó. Trời, giờ rảnh quá hả? Đứng đây nói. Cầm giùm cái. Cái gì vậy? Đây, tay đây nữa. Đẹp trai, tài giỏi, lâu nhà chắc dáng đẹp lắm, làm đi. Trời ơi. Ê, nè, lao thì lao chung chứ, sao bắt mình tôi lao vậy? Trời. Bộ thấy tôi đẹp trai quá cho nên nhìn tôi rung động rớt bể cái bình luôn hả? Trời ơi, cái gì nữa vậy? Làm cái gì mà hai cô cậu sắp vô là đổ bể hết rồi? Cái bình hôm nay ai làm? Là anh. Là cổ. Tôi làm sao mà được? Đây là khu vực của anh đón khách, tôi là ở ngoài kia kìa. Chẳng lẽ tôi tưởng ngoài kia tôi chạy vô đây làm bể bình bông hay sao? Đó, y như cổ nói luôn. Không tin anh check camera đi. Hôm qua tôi đã check camera rồi. Cái ly mà cậu làm bể á là đổ thừa cho Chi. Còn cái bình hôm nay? Ừ, thì hôm nay cổ đã thừa ngược lại cho tôi. Thì cứ cho là vậy đi. Thì hôm nay quê. Ờ. Chiều nay lập biên bản, đưa tôi ký đền cái bình. Trời đất ơi. Trời trời cái gì? Cái ly hôm qua là Chi đền rồi đó. Chiều đền cái bình nghe chưa? Đúng rồi đó anh. Anh đúng là một quản lý số 1. Thôi đi đi đi, kệ hắn đi. Nhớ đền cái bình nghe chưa? Nhớ đền cái bình nha. Ê, cuối cùng là một mình tôi đền hết trơn vậy? Vậy là ai dọn? Mời chị, em gửi tiền thối với Bill. Quân, con đang làm gì vậy? Nè, ngừng tay một chút, ăn bánh bao đi. Nội có mua lại mà con thích đó. Nội, nội tới đây làm chi vậy? Con đang làm không có ngưng được đâu. Con mà ngưng cái là con người nói con đi rửa sao á. Cái gì? Ai dám nói con vậy chứ? Không có ai hết á. Con tự đặt ra nguyên tắc cho bản thân con thôi. Đã giao con ca nào là con phải làm xuất sắc ca đó. Vậy nha, con đi à. Ờ, xuất sắc ghê. Xuất sắc tới nỗi mà quên bánh với đường của khách luôn kìa. Nè, cầm. Đó, bill của anh tự xử đi. Chết cha, quên bill thiệt. Ê, cho cái bánh với đường. Cho chị nước đi. Dạ, bà với chị Dung Di à? À, cho bà hỏi cô bé đó tên gì vậy? À, dạ chị đó tên Chi à, đang thử việc cùng đội với anh Quân á bà. Xong. Trời ơi, đổ nước kìa, lao đi. Dạ, để em lao nha. Thôi, đừng. Đây, đây, đây. Tự lao. Nhanh. Lao thì lao. Xong rồi đó. Chưa, dẹp cái khăn đi. Dạ, hai người đó phối hợp ăn ý lắm á bà. Anh Quân rất là nghe theo sự hướng dẫn của chị Chi ạ. À, vậy hả? Con mời cổ tới đây gặp bà một chút nha. Dạ bà. Chị Chi, có con khách ở ngoài kia tìm chị á. Đâu em? Dạ, con ngồi ở kia ạ. Dạ, bà gọi con. Ủa, mà sao càng nhìn con, bà càng thấy quen quen vậy? Đây là cô gái mà sáng nay bà với con vừa gặp ở tiệm bánh bao đó bà. Đi đứng kiểu gì vậy? Trời ơi, ba, đi đường không? Đi đường bự chảng về, không đi, ban cho tôi. Bị mù hả? Nè, cái anh kia, anh đi ẩu mà anh còn dám lớn tiếng với người lớn nữa hả? Ê, cô kia, cô la vậy? Cô không thấy bả ban cho tôi ha? Cô á, cô coi bà lại bả đi. Bả không có thấy đường, bả đâm vô tôi nè. Tôi báo công an bây giờ. À, muốn báo công an hả? Được rồi, anh báo đi. Người ta đang đi ngay cái vạch người đi bộ đàng hoàng. Anh phóng nhanh vượt ẩu, anh chạy qua còn nói nữa hả? À, thì ra là con. Chuyện hồi sáng, bà cảm ơn con nhiều nha.
Dạ không có gì đâu bà, con ra ngoài thấy người ta gặp khó khăn gì là con cũng hay tái mấy tay chân lắm nè. Nè nè, con nói gì với bà nội tôi vậy? Nói xấu tôi hả? Ủa bà nội anh á hả? Vậy? Dạ. Ủa mà anh có chuyện gì xấu hay sao suốt ngày cứ sợ người ta nói xấu mình biết vậy? Trời đất ơi, cô đứng đây không nói xấu chứ làm cái gì? Nè, tôi đổ nước vô bình, lau bàn, đổ rác luôn rồi đó. Còn cái chuyện rửa ly là chuyện của cô kìa, làm đi. Mà nè, sao phải phân chia rạch ròi như vậy chứ? Phải rạch ròi mới được nội, chứ không thôi nói con là không hoàn thành tốt nhiệm vụ nữa. Con phải làm cho cổ thấy là con làm được. Ờ, làm cho cổ thấy, làm có 1-2 ngày sao mình bỏ chạy cũng vậy à. Tôi sẽ làm ở đây cho tới khi nào cô tâm phục khẩu phục thì thôi nha. Tới chừng đó rồi hạ người xin lỗi tôi cho dõng dạc vô. Hạ người vậy hả? Để rồi coi. Nè, nếu con đã quyết tâm làm thì thôi, đợi về trước nha. Lát nữa được tăng ca, hai đứa nhớ ăn bánh bao mà nội mua ha. Dạ. Đây, trời đất ơi, cái bà chằn này. Ra dẹp ly đây đây. Có chuyện gì vậy bà? Bà đã có cách để trị thằng Quân rồi. Bà nói vậy là sao? Từ từ rồi con sẽ hiểu. Con cứ ăn tự nhiên nha con nha. Dạ. Ăn đi con. Cứ coi như người trong gia đình, cứ tự nhiên mà. Dạ, con tự nhiên lắm. Cảm ơn hai bác. Chà, gấp cục hơi bự nha. Nè. Chấm rau đi, ngon lắm đó. Dạ, để con chấm. Nè nè nè, phải rau chấm nước tương nè. Ngon. Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Con gấp với gấp. Mẹ. Ủa? Ủa ba mẹ? Làm gì ở nhà mình đây? Ăn. Bỏ xuống. Ăn được cái gì rồi móc họng nhả ra hết cho tôi. Nhanh lên. Trời ơi, sao nó ác dữ vậy trời. Nè, trời đánh chết bữa ăn nha. Ba mẹ cô mời tôi ăn đó. Đúng không hả bác? Đúng rồi con. Con với lại dù gì cậu Quân giúp đỡ gia đình của mình mà. Làm gì kỳ lắm. Con thì coi như là cứ mời cậu Quân tới ăn bữa cơm đi. Đồng nghiệp với nhau mà, ăn xong bữa cơm này dĩ hoài di quý, mình hoài gã hết quê hết không, con. Không có nha. Trời, ba mẹ có biết không, ở chỗ làm ổng hành hạ con tới mức nào. Bây giờ ba mẹ còn quýnh giật ổng nữa. Trời đất ơi. Bỏ xuống đi về cho tôi. Trời, cái gì kỳ vậy con? Đi, chị đi về. Chị đi về, con làm gì quá đây vậy? Đây, hai bác quan cho con dữ lắm. Hai bác biết không, cổ á, cổ hung dữ dữ lắm. Ở chỗ làm á, con là con ấm mà, con có biết cái gì đâu. Con không chỉ dạy gì con hết á, tối ngày la hét con không à. Bác biết mà, ở nhà nè, bác là ba là mẹ của nó, mà nó còn hiếp được nữa mà. Đó, thấy chưa? Thiệt, tức chết luôn á. Giờ muốn ăn đúng không? Ba mẹ muốn mời anh ăn đúng không? Ngồi xuống ăn. Đây, ăn đút cho. Đút cho ăn, ăn giọng cho hết, thả cái miệng ra. Ê. Ăn giọng cho hết đi. Chị ơi là chị. Dù gì thì anh cũng giúp đỡ ba mẹ tôi ha. Cho nên bây giờ tôi cũng nói thẳng với anh luôn, là tôi với anh không có thân thiết gì hết á. Ăn đi xong rồi biến lẹ đi. Nè, tôi cũng có thân với cô đâu. Nhưng mà cô thiếu nợ tiền tôi, cho nên giờ tôi ăn để trừ nợ đó. Trời ơi. Thì ăn đó mà, trừ tiền đó mà. Ủa, anh nói là cái tiền đó anh bỏ qua, rồi bây giờ anh đòi tới đòi lui tính toán với tôi làm sao? Hà, bây giờ muốn trả nợ đúng không? Đi ra khỏi nhà tôi liền, không ăn không uống gì hết. Đây. Trời ơi, hai bác coi kìa. Thôi. Thôi được rồi, con cứ ăn thoải mái đi. Ở gia đình này dù sao bác cũng là chủ mà, nhà là phải có nóc, hiểu không? Ăn thoải mái, muốn ăn ăn, không ăn thôi. Dạ. Thôi. Ăn đi hai bác. Ăn đi. Ồ. Ngon quá. Ê. Cái gì vậy? Ăn cơm không đi. Ê. Không cho ăn luôn. Ê. Cái. Trời đất ơi, con cái gì mà dữ với hai bác? Nó là như vậy đó. Sao đâu, gia đình mình quen rồi. Thôi kệ, còn đồ ăn mà đâu có hết. Nè, rau, chấm với nước tương, cũng... Chẳng còn thấy...